Chắc mình bắt đầu được rồi á. Thầy Hùng có tham gia không thầy Hùng ơi? Bên Zoom mình có ai giới thiệu không? Không thôi thì chắc anh bắt đầu luôn nha. Nếu có thầy Hùng thì mời thầy Hùng phát biểu vài lời đi thầy Hùng. Dạ hôm nay thầy Hùng bận ạ, chắc là thôi thầy bắt đầu luôn thầy ạ. Ok, hôm nay mình bắt đầu nha. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ với lại các quý đồng nghiệp, các thầy cô, các quý đồng nghiệp và các anh chị em là chúng ta về hai cái chủ đề rất là quan trọng, là về tuân thủ hướng dẫn của tạp chí và cái các dạng bài báo khoa học. Thì cái tuân thủ hướng dẫn này nó rất là quan trọng, thì nó có một cái tầm quyết định ảnh hưởng rất lớn khi mà chúng ta vừa cái học vào một cái tạp chí nào đó. Thì thứ nhất á, là một cái bài báo quốc tế hay bao giờ khi mà mình nộp vào trong một cái tạp chí á, là nó còn có những các cái thành phần cần nộp, chứ nó không phải giống như là một số cái bài báo như của tạp chí Việt Nam. Tức là các bài báo của tạp chí Việt Nam á, như chúng ta cũng biết á, là chúng ta nộp một cái bản thảo tiếng Việt thôi, chứ chúng ta không có các cái thành phần đi kèm. Thì các cái thành phần mà cần nộp đối với một cái bài báo quốc tế là chúng ta phải có lá thư ngỏ, lá thư gọi là cover letter á. Là thông thường á, cái lá thư ngỏ đó nó sẽ nói sơ, nó sẽ kính thưa, rất là trang trọng, là tổng biên tập của cái tạp chí gì đó, tôi nộp cái bài tên là như vậy, cây report hay là một nghiên cứu gốc về một cái tên bài gì đó, là về cái title. Và các bạn phải đưa những kết quả chính yếu, các bạn phải đưa kết quả chính yếu đó vào trong cái phần phía dưới, phần cái đầu cái tổng biên tập. Sau đó các bạn sẽ tới cái phần mà các bạn sẽ công bố rằng các bạn tuân thủ cái phần hướng dẫn tạp chí, cũng như là những điều khoản mà tạp chí đã ghi rất là rõ trong phần gọi là author guideline hay author discipline gì đó ha. Rồi sau đó các bạn ở dưới cùng các bạn sẽ ghi thông tin của các bạn là người tác giả nộp bài, corresponding author, tên, cơ quan làm việc, khoa phòng, cơ quan làm việc, email, và có thể có cả mobile phone của các bạn, và có Office ID cũng tốt. Đó là phần cover letter. Thì sau này cái cover letter này các tạp chí lớn á, các bạn phải viết cover letter này thật sự hay, tại vì cái số lượng bài báo nộp vào các tạp chí rất là nhiều, đặc biệt là các tạp chí Q1, Q2, cho nên cái cover letter này các bạn có một cái sức ảnh hưởng rất lớn đến cái số phận của bài báo ha. Rồi cái thành phần thứ hai rất là quan trọng, đó là cái phần main manuscript, tức là cái bài báo chính. Thì các bạn phải hết sức lưu ý là các bạn á phải tuân thủ hết các thành phần cần thiết đối với cái bài báo theo cái định dạng yêu cầu của tạp chí. Có thể là bài ca lâm sàng cần những hạng mục kỳ, đối với cái nghiên cứu gốc cần cái hạng mục kỳ, bài tổng quan cần hạng mục kỳ, thì các bạn phải đầy đủ các phần đó, vân vân và vân vân. Và tất cả cái phần tập trung về cái phần tuân thủ hướng dẫn của tạp chí là trong cái phần manuscript này, thì editor kiểm tra lần đầu tiên, họ sẽ có các bạn checklist để kiểm tra xem các bạn có làm đúng hay không, để tất tần tật mọi thứ. Có một cái bản checklist về format, thể thức, về cách tính tài liệu tham khảo, về hình ảnh, cũng như về bảng biểu, về cách viết bảng, về cách viết biểu, về cách chú giải hình ảnh, vân vân và vân vân. Rồi tới cái phần tiếp theo là các cái phần hình ảnh đó nha. Rồi tới các cái form của bài báo, form ví dụ như là form đồng thuận tham gia, cho phép sử dụng hình ảnh và thông tin trong việc đăng bài báo quốc tế, cũng như là các cái form mà các cái form liên quan đến hội đồng đạo đức hay trong nghiên cứu y sinh, cái số quy định hội đồng đạo đức, và các cái form khác, ví dụ như là cái form mà quyền nộp nộp tác giả, thì mình phải chuyển cái quyền đó cho tạp chí quản lý, ví dụ như author copyright form, phải ký kết với tạp chí, vân vân vân.
có tạp chí thì bắt buộc phải ký tay nha các bạn, ký tay thì các bạn scan ra xin PDF, có tạp chí thì các bạn có thể ký ký bằng chữ ký điện tử cũng được ha. Đại loại là một số cơ bản là như vậy. Thì bây giờ á, Đức sẽ nói cho các bạn nghe về cái dùng cái sơ lược về cover letter. Đó, các bạn thấy không? Một cái cover letter ha. Ở đây gửi một ngày tổng biên tập của tạp chí ung thư đương đại, tôi nộp một cái bài báo là một cái nghiên cứu gốc có tên như vậy vào tạp chí của ngài. Ở đây á, tôi cái nghiên cứu này cũng được hội đồng đạo đức đã thông qua là nghiên cứu gì, nghiên cứu chính yếu là cái gì, rồi chúng tôi tìm được kết quả chính yếu là cái gì, vân vân và vân vân, tức là tóm lược rất là chính yếu để cái ngài tổng biên tập hoặc là cái ngài phó tổng biên tập hoặc cái editor phụ trách cái phần hình ảnh học và ung thư đó, ví dụ đơn giản vậy, họ đọc và họ nắm được cái này á. Tại vì editor là người đứng, là người gọi là academic editor, là người rất là giỏi, họ phải nắm được cái thông tin cơ bản của các bạn á, là đang nói về cái gì, có mới hay không, còn nếu không là họ sẽ reject, họ sẽ reject liền lập tức đó. Họ không gửi đi review rồi nha. Đó rồi chúng tôi tuyên bố rằng đó là chúng tôi á là tuân thủ những cái luật lệ của tạp chí ha, chúng tôi chưa đi nộp tùm lum chỗ ha. Tại vì nhiều khi á, nhiều người muốn gia tăng cái tỷ lệ đậu, nộp một lần 3-4 cái tạp chí, rồi 3-4 cái nó từ chối không sao, mà 3-4 cái mà đồng ý là nhiều khi á, mình sẽ gặp rất nhiều rủi ro ha các bạn ha. Mình không nên làm như vậy, mình phải công bố thẳng trong cái này là cái trong cái thời gian mình nộp cái bài báo này á, là cái bài báo này á, không có được xem xét ở bất kỳ nơi nào khác ngoài cái tạp chí này nha các bạn nha. Rồi, và chúng ta còn nếu mà ở đây á mà có cái quy định là đóng tiền của tạp chí thì mình phải đọc kỹ. Tạp chí đòi là sau khi mà chúng ta mà được đồng ý thì đóng 500 euro hay 1000 euro gì đó, chúng ta cũng phải công bố ở đây, chúng ta sẽ tuân thủ theo cái điều đó nha. Rồi, và cuối cùng á, là thường có hai một cái đoạn là tôi tin rằng đó là cái bài báo này đã phù hợp với cái aim and scope, tức là cái mục đích của cái tồn tại của cái tạp chí đó. À, cái tạp chí nó đăng ví dụ như điện quang thì mình đọc bài điện quang ung thư, mình đọc bài ung thư chẳng hạn như vậy, và nó rất là lợi ích và nó rất là có nhiều kiến thức bổ ích cho độc giả, và tôi hy vọng là ngài tổng biên tập cũng thấy như vậy, và tôi mong là nhận được kết quả sớm từ ngài, thì thông thường là mình sẽ viết như vậy ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần chính yếu của một cái tạp chí ở một cái bài, chúng ta coi cái menu rubric. Hôm nay chúng ta chỉ nói sơ thôi, không nói sâu vào trong đó. Nó sẽ có nhiều dịp nó sẽ nói về từng hạng mục sau. Thì ví dụ như á là cái tiêu chí, cái tiêu đề á, thì chúng ta phải có một cái tiêu đề. Sau chúng ta phải có một cái short title, tức là cái tiêu đề rút ngắn. Thì các bạn cần phải rút ngắn cái tên lại cho nó thiệt xúc tích ha, xúc tích thôi. Ví dụ như ở đây là giá trị của cộng từ phổ trong phân biệt u nguyên bào tủy và u màng não thất, thì ở dưới đây á cộng từ á, thì ở đây mình sửa cho em ra, giữ em ra viết tắt và viết rất là ngắn gọn thôi. Thường có tạp chí thì quy định dưới 50 chữ cái á, tạp chí thì là dưới 75 chữ. Rồi sau đó tới tên của chúng ta, sau đó thì chúng ta sẽ tới cái phần khoa phòng các anh chị phải viết bằng tiếng Anh ha, tên chúng ta viết tiếng Anh được khoa phòng, nhưng mà thông thường á cũng có rất là nhiều khi cũng không biết nói làm sao á, thông thường cái này viết đúng tên phải là Minh Nguyễn, nhưng mà nhiều khi á, như một số nơi á, nhiều khi chúng ta để thuận tiện cho quá trình đánh giá của nghiên cứu sinh và cũng đánh giá của hội đồng, chúng ta phải viết nguyên vậy đó, thành ra là nó hơi bị ngược chút, nhưng mà thôi không có sao hết ha. Thì bây giờ cái trở ngược lại cái câu chuyện đó là đánh giá tên của khoa phòng ở làm ở đâu, thì chúng ta phải hỏi thật kỹ khoa phòng của chúng ta, cái bệnh viện của chúng ta bằng tiếng Anh, và cái thành phố đó là như thế nào. Thì các bạn mà làm nghiên cứu sinh á, các bạn phải lưu ý có cái tên trường các bạn đang làm là tại cái cơ quan làm việc của bạn số 1, số 2 nha các bạn nha. Hoặc là các bạn nhận cái quỹ nào, bạn làm ở đâu, các bạn nhớ phải khai đầy đủ, nếu không có nhiều khi nó xung đột lợi ích. Thì các bạn làm nghiên cứu ở chỗ A nhưng các bạn được tài trợ chỗ B, và các bạn làm ở viện C, thì các bạn phải thật là coi cái nên biết khai các cái địa chỉ nào cho nó thật là hài hòa, cho các bạn đừng làm sót, nó cũng không nên nha. Rồi rồi tiếp theo là cái gì nữa đây à, thì ví dụ như bây giờ mình làm trong bộ môn chẩn đoán trường hợp khoa phòng học thạch, thì mình là Department of Radiology phòng học
University of Medicine, Hồ Chí Minh City, Việt Nam. Như trường đại học y dược là University of Medicine and Pharmacy at Hồ Chí Minh City. Còn đại học y Hà Nội là Hà Nội Medical University. Đó, các bạn phải viết đúng như vậy. Còn các bạn khoa phòng nào, các bạn viết đúng cái khoa phòng đó. Mà thông thường á, người thì viết Radiology Department, người thì Department of Radiology. Theo ý kiến của mình là các bạn khi nào các bạn là center thì các bạn radiology nằm trước, còn nếu mà các bạn là khoa phòng thì các bạn sẽ là department of radiology, tại vì thông thường cái đó chiếm 90% là theo mình thấy trên thế giới là như vậy. Còn tiếp theo là các bạn phải thông báo về quyết định của hội đồng đạo đức và cái việc là bệnh nhân đồng thuận, thì các bạn phải lưu ý nếu đây là nghiên cứu tiến cứu thì các bạn phải có kiến cứu hay hồi cứu, các bạn phải có quyết định của hội đồng đạo đức, tùy tạp chí có thể họ sẽ đòi đó, họ sẽ xem đó, nhà editor phải xem, cho nên mình cũng có nói rồi, các bạn hãy đi xin quyết định của hội đồng đạo đức vậy trước khi nộp 2 tuần đến 1 tháng, hãy đi xin quyết định của hội đồng đạo đức. Rồi cái phần mà đồng thuận của bệnh nhân là các bạn phải cho bệnh nhân đọc và ký tên, cái đó là các bạn ấy đối với nghiên cứu kiến cứu. Còn nếu mà nghiên cứu hồi cứu các bạn không có đồng thuận của bệnh nhân thì các bạn phải nói là hội đồng đạo đức đã phê duyệt không cần có đồng thuận bệnh nhân, vì đây là thiết kế hồi cứu lại các kết quả trong hồ sơ hoặc là trên hệ thống lưu trữ. Rồi các bạn phải lưu ý nè, author contribution tức là đóng góp của các tác giả, thì các bạn phải coi theo IGCME tức là tiêu chuẩn thế nào là tác giả. Có 4 tiêu chuẩn chính nha. Là thứ nhất là tác giả là lên ý tưởng, tác giả thu thập số liệu, tác giả phân tích số liệu, tác giả viết bài báo, tác giả sửa chữa bài báo, tác giả edit và format lại toàn bộ bài báo, và tác giả đó là quản, tức là người ta gọi là supervisor, tức là người ta gọi là giám sát. Đó là những cái tiêu chuẩn đó, các bạn coi thật kỹ nha. Còn nhiều khi á, một số nơi mình làm rồi, ví dụ như mình làm xong rồi cái người này nói là cái ca này á, ví dụ như cái ca này là tôi mổ, hoặc là cái ca kia tôi đọc môn bệnh học, rồi cái ca đó là tôi làm này làm kia, nhưng thực ra là các bạn trong mối quan hệ nếu mà với đồng nghiệp mà các bạn muốn gắn bó lâu dài thì các bạn hãy mời những người đó vào. Còn nếu thật sự mà đúng theo cái tiêu chuẩn của tác giả thì không phải như vậy, tại vì á, cái ca mổ đó hay là cái ca đọc mô bệnh học đó là các bạn đang thực hiện nhiệm vụ của bác sĩ chứ không phải là nhiệm vụ nghiên cứu. Tức là ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta đọc cái ca u não đó trên MRI, chúng ta đọc cái kết quả u não rồi chúng ta phải ký tên, tại vì cái đó là cái ca của chúng ta mà, đúng không ạ? Rồi sau đó là chúng ta phải chịu khó và chúng ta là phải ngồi chúng ta phân tích data số liệu thêm rất là kỹ lưỡng nữa đó. Cho nên thành ra cái này thì chỉ nói một số cái khía cạnh thôi, các bạn có thể cân nhắc kỹ thêm ha. Nhưng mà để hài hòa thì cái đó là tùy từng người ha. Rồi chúng ta phải tuyên bố là chúng ta không có xung đột lợi ích nè, xung đột lợi ích. Và thứ hai là có nhận được cái tài trợ để làm nghiên cứu hay không. Nếu ai tài trợ phải ghi rõ cái quỹ tài trợ như thế nào, ai cấp và cái số grant number, là cái conflict of interest, ví dụ như là cái xung đột lợi ích. Ví dụ như công ty để tài trợ tôi đi báo cáo chỗ A, chỗ B, chỗ C, nhưng mà tôi làm nghiên cứu thì không hề bị chi phối bởi công ty ABC, cho nên kết quả nghiên cứu này hoàn toàn độc lập. Ví dụ các bạn phải viết những cái đoạn đó vô. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn biết sơ qua về tổng thể của cái bài báo nha. Đó thì trong bài báo cái phần mà title page á, cái phần trang đầu tiên á là các bạn đừng có dán vô bài báo nha, tại vì cái này là double blind review, tức là editor biết bạn là ai, reviewer không biết bạn là ai nha. Bạn cũng biết reviewer là ai. Rồi cái phần abstract thì các bạn sẽ xem nè, abstract thì nó cũng tương tự như bài Việt Nam thôi, nó cũng có các phần là về background, về material methods, về main finding và về conclusion, thì tương tự như vậy. Trong cái bài main text thì các bạn sẽ triển khai nó dài ra hơn đó, nhưng mà đại loại là cái phần abstract chính là cái phần thu ngang bài báo chính yếu nhất, cô đọng nhất, tích tích. Tại vì áp tắc nó sẽ hiển thị lên 250 chữ đầu tiên là ở trên PubMed. Thông thường á, các bạn lưu ý nha, tạp chí họ hay kêu các bạn làm 250 chữ hay 300 chữ thì tùy. Nếu không các bạn làm dài hơn mà tạp chí họ sơ ý thì lên PubMed nó sẽ ghi là PubMed truncated, áp tắc truncated là bị cắt ngắn đi. Cho nên các bạn phải lưu ý 250 chữ nha các bạn nha. Đừng có viết dài quá. Tài quá editor họ check ra, họ nếu mà họ kỹ họ check ra họ cũng là điểm trừ của các bạn nha.
Rồi. Sau đó là tới cái gì ạ? Toàn bộ bài báo xong tới phần reference. Rồi. Đó, đó là cái phần mà Đức muốn chia sẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp nha. Tiêu đề và tiêu đề rút gọn. Thứ nhất á, cái tiêu đề cũng như vậy á, là các bạn phải lưu ý nha. Quy định của tạp chí, nếu viết dòng, nếu viết tất cả các chữ là viết thường, không được phép in hoa chữ đầu, cái đầu tiên của từng chữ, tức là viết hoàn toàn thường, thì đó là một kiểu viết tiêu đề. Kiểu viết tiêu đề thứ hai là chữ đầu tiên được in hoa nhưng không in hoa giới từ và liên từ, tức là không nghiêng gerund và conjunction word, là các bạn không có in hoa lên. Đó là cái kiểu thứ hai. Là hai kiểu này là tạp chí là chiếm 90-95%, còn những cái dạng khác là đừng nha. Running title là các bạn lưu ý là cái phần running title á, là các bạn á, là các bạn thấy không, là nó ngắn lại nha, phải xúc tích nó ngắn gọn lại nha các bạn nha. À, rồi abstract, bây giờ qua cái phần abstract. Tùy thuộc vào trong cái tạp chí yêu cầu, abstract có hai dạng là structure abstract và instructure abstract. Là abstract có theo cấu trúc và abstract không theo cấu trúc. Abstract có theo cấu trúc thì các bạn phải lưu ý là phần introduction, material, methods và result và conclusion là bốn thành phần chính yếu của một tạp chí. Nha. Còn nếu như mà cái phần mà áp đặt mà không có cái theo cái cấu trúc á, thì nó sẽ viết một đoạn duy nhất, các bạn không bao giờ áp đặt thành hai đoạn nha, tối tỷ nha, viết thành một đoạn, bỏ luôn chữ introduction, methods, result and conclusion là bỏ hết. Tiếp theo là phần keyword các bạn phải theo dõi kỹ tạp chí. Ví dụ như keyword bây giờ nó có bốn, nó yêu cầu các bạn cái từ khóa keyword là 4 chữ hay 5 chữ hay 6 chữ, các bạn phải 4 chữ, 5 chữ hay 6 chữ, thông thường là nó là đừng quá 5 chữ, thì thông thường là đừng quá 5 chữ, thì các bạn viết 5 chữ, 4 chữ cũng được, 3 chữ cũng được, nhưng mà đừng 3 chữ, 1 chữ là không ok ha. Và khi các bạn viết, các bạn phải nhìn thật kỹ người ta nói cái gì. Nếu như người ta nói là các chữ keyword chữ đầu tiên phải in hoa, thì các bạn phải in hoa. Giữa hai chữ keyword là dấu phẩy hay dấu chấm phẩy thì các bạn phải làm y chang như vậy cho Đức nha. Đó là các bạn đang tức là trình bày chỉ cho các bạn cách là các cái mẹo để các bạn đừng có bị mất nha. Tại vì editor họ có bạn biết trong tay đó, họ sẽ kiểm tra cái đó. Tại vì làm editor Đức biết đi vào họ sẽ có cái clip có đúng hay đúng hoặc có chút hay không, editor không đúng thì phải return submission lại cho tác giả. Rồi bây giờ tới cái phần mà chúng ta coi đây, tới cái phần đầu tiên vào trong một bài, tức là phần dẫn nhập. Thì phần dẫn nhập á, là các bạn phải viết, ví dụ như introduction thông thường các bạn phải viết từ ba đoạn trở lên ha, thường là 3-4 đoạn, chứ đừng có viết hai đoạn thì cho cái report thôi. 3 đoạn thì khi các bạn viết tới đâu thì các bạn phải có tài liệu tham khảo ở đó. Rất nhiều bạn viết rất luôn tuồn, kể cả có chỉ số dịch thể nè, ví dụ như ung thư nó gặp trên một phần 10.000, các bạn biết cái là ông này nói cái gì, ông kia nói cái kia, rồi không có tài liệu tham khảo đó là cũng không được nha. Phải viết có tài liệu tham khảo. Rồi tài liệu tham khảo các bạn phải viết nha, có 3 dạng chính thôi: 1 là mặt tròn, 2 là mặt vuông, 3 là số mẫu. Coi kỹ tạp chí họ nói cái gì, rồi chúng ta làm y chang như vậy nha. Rồi tới cái phần material and methods thì các bạn thấy rồi đó, material and methods thì cái đầu tiên là nói về cái phần mà dân số mà gọi là dân số mẫu đó, thì á các bạn lưu ý á, là điều đầu tiên các bạn phải cái dòng đầu tiên của cái đoạn đầu tiên mà trong phần material các bạn phải nói về thiết kế nghiên cứu, hoặc đối với nghiên cứu gốc á, thiết kế nghiên cứu là cái gì ha, rồi các bạn làm ở đâu, thời gian là bao nhiêu, đó là như cái luận văn vậy đó. Nhưng mà các bạn phải thật là lưu ý nha, thật là lưu ý phải làm đủ các cái cấu trúc đó để người ta nhìn vô các bạn đang làm cái gì nha. Rồi có nơi á thì có subheading, có nơi thì không có subheading, các bạn phải coi kỹ tạp chí. Có tạp chí bắt buộc phải có subheading, có tạp chí không có đòi subheading. Nhưng ở đây muốn chia sẻ với các bạn một vấn đề là các bạn khi làm qua từ
Các bạn rất là nhiều trường hợp khi các bạn lấy luận văn các bạn chuyển qua một cái bài báo đó, các bạn copy y chang luôn từ luận văn như thế nào, các bạn chán qua qua bao nhiêu cái thành phần như vậy rồi các bạn luận cũng bao nhiêu thành phần. Các bạn lưu ý nha, có thể phần phương pháp nghiên cứu thì có cái phần subheading, heading tức là có cái phần tiêu đề nhỏ phía trên như tuổi giới hay là hình ảnh học chính về em lai, hình học chính về CT, hình học chính về về tương quan với là phẫu thuật hay mô hình học, có thể có phần kết quả có thể có, nhưng phần bàn luận không bao giờ có tiêu đề. Đức làm cũng làm trong hai cái tạp chí của Việt Nam, tạp chí Điện quan Đại học Hạt Nhân và tạp chí của trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch đó. Và các bạn biết không, luận văn các bạn chép y chang qua luôn, từ kết quả bàn luận phương pháp đến phần bàn luận cũng y chang luôn, tức là các bạn rất lười luôn đó, là không có chịu sửa lại. Tại chúng ta thấy có bao giờ thấy các bạn thấy một cái bài báo quốc tế trên thế giới mà họ kiếm cái phần bàn luận mà chia sẻ hết, không bao giờ có. Hai cái phần mà phần phương pháp nghiên cứu và cái phần mà cái phần phương pháp nghiên cứu và cái phần mà kết quả thì có thể có submitting ha. Rồi về hình ảnh á, thì thông thường á, tùy tạp chí, có tạp chí cho phép các bạn in edit, tức là các bạn dán vào trong cái phần tay quạt luôn, nhưng có tạp chí bắt buộc các bạn không được phép dán vô tại vị trí các bạn cần dán hình. Ở đây Đức chia sẻ cho các bạn, tức là Đức dán hình ở đây, sau khi Đức dán xong cái vị trí này cần chèn cái hình vô thì Đức sẽ viết là figure 1 hoặc figure 2 should be inserted here, tức là cái hình này nó nên phải đặt ở đây, như cái hình đó phải nộp phía ngoài nha các bạn, nộp phía ngoài các bạn, các bạn không có nên mà dán vào trong tay quạt nha, cái đó là không nên. Rồi phía dưới cái hình thì các bạn lưu ý là các bạn phải có cái phần gì ạ? Cái phần mà chú giải hình hoặc chú giải bạn. Mà đặc biệt đó, chúng ta lưu ý là khi chúng ta làm có bao nhiêu hình thì trong Word chúng ta phải nhắc đến bao nhiêu cái hình đó, tức là as shown in figure 1 hoặc as shown in table 1 là kết quả như vậy, cái hình đó như vậy. Tức là chúng ta không phải là phần chú giải hình mà là cái phần đó phải được nhắc đến trong Word, tức là hình và bạn phải được chú giải ở trong bài và trong bản thảo. Nếu không chú giải là xem như là lơ lửng, không hiểu dán ở đâu mà cũng không hiểu cái đó nói về cái gì là cũng không được. Rồi và cuối cùng có phần phương pháp nghiên cứu. Đối với phần nghiên cứu gốc thì chúng ta phải nói đến software chúng ta sử dụng, các phép kiểm chúng ta sử dụng, data chúng ta trình bày bằng những cái số liệu bằng cái kiểu gì, phép kiểm là chúng ta sử dụng và cái phép kiểm nó có ý nghĩa đối với phép VP bằng nhỏ hơn 0.5 ví dụ chẳng hạn như vậy. Đối với table thì sao ạ? Table cũng như vậy. Table hoặc là các bạn dán ở vị trí đó, dán ở vị trí trong Word trước. Sau đó khi các bạn làm xong xuôi, các bạn phải đưa xuống cuối trang sau phần tài liệu tham khảo là tới phần table và figure legend. Đối với table, đối với cái bảng thì các bạn lưu ý đối với bài báo quốc tế trên 95% là bảng không có dòng, chỉ có cột mà thôi. Không có dòng, tức là cái dòng là các bạn không có kẻ ngang như bảng 22 của chúng ta nha, không có nha các bạn, để bài báo quốc tế rất không có ai trình bày bảng 22 nha các bạn nha. Rồi thứ hai nữa, bảng là các bạn lưu ý đối với t nhỏ hơn 0.5, một là các bạn in đọc, các bạn phải đánh dấu tức a note, tức là các bạn phải chú giải ở phần trên nó bị tức là nó bị sao, nó bị phép kiểm nào chi phối làm cho nó có nghĩa thống kê và nó vân vân. Nếu cả toàn bộ bài của các bạn chỉ sử dụng một phép kiểm, các bạn sẽ không ghi vào phần footnote là ở phía dưới bảng. Còn nếu phép kiểm nào bị nhiều phép kiểm thì phép kiểm ví dụ như trong các bạn trình bày phức hợp có test kiểm dương tính với Fisher, có phép kiểm dương tính với Magni thì phía dưới cái phần T nào bị dương tính bởi cái bị nó không phải không nằm bởi cái phép kiểm, các bạn phải có footnote để các bạn giải thích nha. Và đặc biệt các bạn dùng các từ viết tắt như AUC là diện tích dưới đường cong, hay là 95 confidence interval tức là khoảng tin cậy 95%, các bạn phải chú giải ra ha. Rồi tới cái phần bàn luận thì chúng ta sẽ cũng phải viết tối thiểu là 3-4 bạn. Đặc biệt bạn đầu tiên của phần bàn luận gần như là luật bất thành văn là bạn phải nói đến kết
quả chính yếu mà bạn làm ham mà mới hoặc là có vẻ cập nhật so với thế giới. Đó là cái điểm chứng rất là quan trọng, vì editor sẽ xem xét cái phần đó là cái tại cái chỗ mà ăn lực của bàn luận trước. Còn các cái bình bản phía sau là làm sáng tỏ các cái phần bàn luận sâu và các cái phần kết quả mà các bạn đã tìm được so sánh tương quan với thế giới. Và cái đoạn cuối cùng trong bài nghiên cứu gốc thì thông thường đó chính là giới hạn của đề tài và hướng mở cho tương lai. Bao giờ cũng vậy á, mình phải nhận mình có điểm yếu và khiếm khuyết ở những điểm gì, và mình mong muốn kỳ vọng là những nghiên cứu trong tương lai của chúng ta nó có những cái điều gì cải thiện. À, đó là cái phần gọi là chúng ta gọi là rồi chúng ta tới cái phần conclusion. Conclusion là cái phần kết luận. Cái phần conclusion á là cái phần này á là chúng ta chỉ nói đến cái phần kết quả chính yếu và gửi gắm cho độc giả là độc giả nên làm cái gì, rút ra được từ cái kết quả này ứng dụng điều gì lợi ích. Vì tất cả mọi nghiên cứu hay tất cả mọi thực hành lâm sàng đều phục vụ cuối cùng cho bệnh nhân, và thông thường cái câu chốt đối với ngành y là chúng ta ứng dụng kết quả này giúp phân biệt điều gì, cải thiện tiên lượng ra cái gì đó trong phần kết quả. Trong cái phần conclusion này chúng ta sẽ thể hiện. Rồi tới với cái phần mà chúng ta thấy ở đây nè, tài liệu tham khảo thì có nơi nó sẽ cho các bạn cái mã code endnote, có nơi thì nó không có cho các bạn cái mã code endnote, thì các bạn phải nhìn thật kỹ các bài báo. Có nơi á, các bạn lưu ý nha, các bạn không có copy từ cái luận văn các bạn ra, tại vì luận văn của chúng ta thường ví dụ như là nguyễn.m.d. ví dụ vậy, là cái kiểu trích dẫn của Việt Nam. Nhưng hiện nay các trường đã thay đổi đối với cái kiểu trích dẫn của nước ngoài, là họ trước tên viết tên là bỏ thì chỉ lấy chữ viết tắt, ví dụ như Ostrom VT. Nếu mà họ yêu cầu các bạn ba tác giả, các bạn chỉ được lấy ba tên tác giả đầu tiên và lấy tiếp đó là add-on. Nếu họ yêu cầu các bạn sáu tác giả thì các bạn phải có sáu tác giả đầu tiên và cái add-on. Sau đó là các bạn lưu ý, ví dụ đức ví dụ đây nha, ví dụ như đây là tên cái bài báo. Tên bài báo xong các bạn lưu ý tới cái phần tên tạp chí. Thông thường tạp chí có nơi tạp chí nguyên, có nơi tạp chí tắt. Ví dụ như neurology oncology thì các bạn phải viết là neuro oncon. Và các bạn thì tiếp theo các bạn phải coi thật kỹ là tạp chí đó là có dấu chấm sau khi cái tên tạp chí đó, cái tên viết tắt hay không, là cái năm hay là không có dấu chấm, và tới dấu chấm phẩy là cái volume cái đóng ở ngoặc xu tới hai chấm tới trang tây, tức là tới trang đầu và trang cuối, tức là ở giữa nó có khoảng cách nhân vật, các bạn phải quan sát được đó gọi là tôn trọng tạp chí đó, là tuân thủ hướng dẫn. Nếu các bạn làm không đúng nha, là editor họ sẽ gửi trả lại các bạn, và họ nhiều khi họ chỉ nói là mời đọc lại author disclaimer, chứ họ không có liệt kê ra cho chúng ta biết là cái gì đó. Các bạn thấy không, Đức chỉ minh họa cho các bạn xem, ở đây có ba đoạn. Một đoạn là đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông, một đoạn đánh dấu bằng mặt tròn, một đoạn đánh dấu bằng số mũ. Các bạn hình dung không mà. Cho nên các bạn phải theo dõi kỹ cái tạp chí. Đó, cách viết là những cái lỗi cơ bản nha. Đó là người ta yêu cầu chúng ta đánh ngoặc tròn, chúng ta đánh ngoặc vuông, và người ta yêu cầu chúng ta đánh số mũ thì chúng ta đánh ngoặc tròn. Rồi người ta yêu cầu chúng ta tên, rồi tới họ, xong tới tên bài báo, tới tên tạp chí viết tắt, rồi tới năm, tới volume, tới trang đầu, trang cuối, thì chúng ta lại viết là như cái kiểu copy từ luận văn, luận án ra, rồi chúng ta viết tấm phẩy, tên bài báo, tên tạp chí thì viết nguyên, rồi tới volume, rồi viết theo ý của chúng ta, rất rối. Đó. Rồi một cái phần khác, trong bài báo bao giờ cũng thường là sẽ có khoảng 60-70% có biểu hoặc là có hình, thì các bạn lưu ý là hình á, các bạn biết sao không, các bạn lấy điện thoại di động các bạn chụp vào màn hình hoặc chụp vào tấm phim về á, vừa méo vừa xấu, không có đẹp, mà nộp lên gần như là sẽ bị người ta từ chối. Các bạn lưu ý, các bạn phải dẫn cái hình đó, các bạn có thể dipping pool, các bạn có thể là screen capture screen, các bạn dán một pen, các bạn có thể dipping pool, các bạn cắt cái hình đó rất là đẹp mà, không có khó làm đâu. Đấy, và lưu ý các bạn phải cho nó ở chế độ anonymous, bỏ hết tên bệnh nhân ra, bỏ hết tên tuổi bệnh viện ra, không có được để, vì chúng ta đã khai báo là chúng ta nói là bảo vệ danh tính và lợi ích bệnh nhân, mà
Các bạn biết không, dán đi lên trên bao nhiêu diễn đàn, bao nhiêu thông tin là đầy ắp, là đầy ắp thông tin luôn, là tên tuổi rồi bệnh viện luôn. Cái đó là chúng ta đang gọi là không có đúng về cái phần mà gọi là bảo vệ cái lợi ích cho bệnh nhân nha các bạn, lưu ý nha. Các bạn nên làm một cách khác, nó lấy cái hình đó các bạn cắt ra. Thiết bị tool rất là nhanh, các bạn cắt pin cũng được, dán một tag các bạn cắt, các bạn drop nó lại. Đó, và thứ hai hay là một lỗi thứ hai là các bạn đừng có lấy cái máy chụp hình, cái điện thoại di động các bạn chụp dọc hội màn hình đó, nó có nhiều cái đốm sáng flash là màu xanh đó, nó chụp nó xấu lắm các bạn, nó không có đúng độ ly giải ha. Rồi cái hình đó, ba cái hình này nè các bạn thấy không, nó liên tục nhau, các bạn biết không, dán ba hình liên tục nhau có ABC rồi cũng có mũi tên chỉ vô tổn thương, cũng không biết tổn thương nào đâu á. Giống như các bạn dán cái hình lên trên mạng mà hỏi này chẩn đoán là cái gì vậy, hoặc là theo các bạn cái này là cái gì vậy, các bạn nghi ngờ, các bạn hốt có mũi tên giống như là nó tối vậy đó. Mà các bạn ví dụ như các bạn đến hỏi các người có kinh nghiệm thì có thể là họ mày mò, họ nhìn ra, nhưng mà cái này á là các bạn đã làm khoa học, cái gì cũng phải rõ ràng hết, các bạn đưa vào cái tạp chí editor hỏi gì, tức là mày đang đánh tối tao, cho nên mày đừng cho nên rất là nguy hiểm, các bạn hình dung không, cho nên các bạn làm việc là rõ ràng nha, minh họa là hình rất là đẹp đó, mình sẽ lên tạp chí mà gọi là uy tín nữa, cho nên đó là cái đẹp nhất của mình đó, mình phải chú giải thiệt đẹp vô đây ABC, nhưng có chú giải cũng không được nha, phải chú giải vô đó ABCD, và ABCD phải đánh ở góc trên trái nha các bạn, đánh góc trên trái, nếu nền đen các bạn ghi chữ màu trắng, nếu nền trắng các bạn ghi chữ màu đen, còn nếu không các bạn có thể insert cái shape là hình vuông hình tròn, các bạn ghi ABCD vô đó, rồi các bạn làm phía dưới các bạn solid cái fill nó lên màu đen màu trắng, còn chữ thì không ngược lại, rất là dễ làm nha. Rồi ở đây các bạn phải có mũi tên mà chỉ vô tổn thương, rồi mũi tên dài là gì, mũi tên ngắn thì hay dấu hoa thị là gì không, các bạn học bài bấm đấy các bạn sẽ thấy, hay có cái đó lắm, các bạn học thì các bạn sẽ thấy hay làm lắm, những đây là khối u, trung tâm khối u là dấu hoa thị, ở phía ngoài bị xâm lấn ở rìa thâm nhiễm mỡ chỉ vô cắt đầu mũi tên, rồi thứ hai là bị di căn xa chỉ cái mũi tên xa đó, chỉ cái mũi tên mạnh hơn tốt nhất á, nếu mà sợ ba cái đó, nếu mà ba cái đó cùng màu thì phải ba dạng khác nhau, nếu mà ba cái đó là cùng loại mũi tên thì phải ba mũi tên ba màu khác nhau ha. Đó là những cái mẹo đó. Rồi tóm lại đối với cái bài này các bạn cần lưu ý, các bạn cần đọc kỹ hướng dẫn, đọc thiệt kỹ hướng dẫn của cái tạp chí quốc tế đó đó, thì thông thường một cái tạp chí bây giờ nó cũng có phần là author guideline, các bạn vô các bạn đọc hết author guideline của nó, có nhiều tạp chí viết 40 trang đó nha các bạn, 30 trang 40 trang đọc cho thật kỹ rồi mình mới đọc được, mình sửa cái bài báo mình đặt vững ha, mình tuân thủ từng tỉ mỉ chi tiết nào thì chắc chắn cơ hội các bạn sẽ được cảm tình của editor rất lớn. Bản thân Đức thì rất là editor cũng vậy á, cái bài báo nào mà rất tuân thủ là gần như là mình rất là hài lòng luôn. Chắc chắn những cái bài báo đó khi mà được gửi đi reviewer thì họ cũng sẽ cảm nhận như editor và họ sẽ cho các bạn một cơ hội rất là lớn để cho các bạn được đăng, tại vì các bạn tôn trọng tạp chí rồi, các bạn tôn trọng đối phương thì chắc chắn đối phương sẽ tôn trọng các bạn, vì cái nội hàm cũng quan trọng, nội hàm rất là quan trọng chứ không phải, nhưng mà thể thức cũng rất là quan trọng. Rồi